Bạn muốn lên TV gửi biểu mẫu ngay, nhớ là biểu mẫu phần mô tả video clip của Mô Việt nha. Còn hôm nay trên tay Omega, ông mê gái Mao Hương, vị tướng bị anh em lãng quên tại máy chủ mặt trời, Mô Việt cũng lãng quên theo anh em luôn. Bởi vì là quên biết thành quen, chứ Omega là một con tướng cũng rất là khó chịu nha. Châu bò này, mở giao tranh cực kỳ tốt, phá đội hình team bạn vô cùng khó chịu, counter những con tướng AD chạy bộ, và đặc biệt là khống chế trụ, choáng trụ và khống chế thất địch rất là nhiều luôn. Nhưng điểm yếu thì cũng có đấy anh em ơi. Thứ nhất là kém cơ động, áp sát mục tiêu khó, dễ bị thả diều. Đây là lý do mà Omega bị anh em lãng quên. Một cái lý do mình thấy là lớn nhất chính con tướng này không có ngoại hình xinh trai đẹp gái. Nếu mà tự nhiên biến thành một em gái như kiểu Quy Bánh Bao ấy, có lẽ là sẽ nhiều anh em thích chơi hơn. Ok, Omega mê gái rất là lợi hại ở thời điểm next game nha, hoặc là có chiêu cuối thì mình mới quẩy được nha anh em ơi. Cách combo thì có cái gì bật cái đấy, có chiêu nào anh em bật chiêu đấy, xong nó lao vào đầu team bạn hút thôi, đơn giản là chơi như vậy. Và đây cũng là cái lý do mà anh em không thích chơi những con tướng đơn giản, anh em thích chơi những con tướng khó hơn, thử thách bản thân hơn, tạo highlight dễ hơn nha. Chứ cái gì mà đơn giản có chiêu gì ấn chiêu đó, sau đó hút đâm rồi đẩy rồi choáng, rất là dễ chơi. Heate bảo có con rồng cũng bị KS, còn bé Capri thì gáy nhẹ GG thôi các em, bởi vì chị đã KS được rồng. Ok, con rồng mà có gì đâu, đi mình có lợi thế mạng mà đánh nhau bây giờ cũng có lợi thế nha. Em nhìn thấy Capri sấy mình kìa. Ui sấy, không có mất máu luôn. Nó counter những con tướng AD vật lý đấy anh em ơi, hoặc những con tướng sát thủ, những con tướng đam vật lý áp sát đều sợ cái con Omega này. Cavalry rất là hổ báo luôn, cứ sấy với chúng tôi. Kiến Vương cũng đi theo Cap là cái chắc luôn. Với trận đấu này mình thấy bạn Triệu Vân gank rất là hay luôn, gank hay hơn bạn Tunen rất là nhiều. Và Vân thì anh em thấy gank cũng dễ hơn Tunen, bởi vì áp sát xong nó khống chế, Tunen thì không có khống chế, gank sẽ khó hơn. Nếu mà không đến kịp vết mạng đúng lúc hoặc đến gank kịp thời thì có lẽ là sẽ bị team mình slowball, bởi vì Omega slowball cũng rất là dễ. Ok, có một cái tin vui đối với anh em là sắp tới Omega sẽ ra một trang phục mới, trang phục mang tên Omega in Wonderland. Rất là hay, nuôi tí để thả thính đợi Vân xuống rồi chơi này. Đến nhanh em, mình vòng ra sau này, sau đó mình bật chiêu cuối này, bật chiêu cuối xong mình cứ dí thôi. Nếu mà bật chiêu 2 trước thì cũng rất là ok, nói chung là có cái gì bật cái đấy thôi. Chiêu 1 để tăng tốc chạy, chiêu cuối để đẩy thắng địch, chiêu 2 để choáng thắng địch. Đấy, toàn khống chế CC, rồi đánh thường choáng trụ, nhiều CC lên cả trụ luôn. Vậy mà anh em đã quên một con tướng có khả năng công trụ dễ như vậy. À bây giờ thì anh em chú ý nha, quý là bây giờ phút thứ 4 thì hết miễn thương trụ hai cánh, và phút thứ 4 à không, ở tân linh thứ 8 đồng nghĩa phút thứ 4 thì cũng có xe lính rồi, xe công trụ nên là phá trụ rất là nhanh. Với việc là Veda di chuyển lên top sau biến về mất trụ luôn, anh em đi mid như vậy là toang nha. Bây giờ đi mid phải chú ý tân lính ở mid đấy. Heate đề nghị bạn là lui một chút xíu, trả vờ thua, sau đó mình vòng ra sau, nhưng mà bạn đấy không làm vậy. Chứ làm vậy là có mạng chắc rồi anh em ơi. Nhưng bây giờ thì Vân cũng xử lý Tunen rất là dễ, sốc đàm, ngõ sốc đàm, Thuyền Vương cũng không gank được gì nhiều. Còn bạn Bandum chạm vào mình như kiểu chạm vô hoa hồng có gai ấy, không làm gì được luôn. Ở trận đấu này slowball sớm nha, cho team bạn không ngóc đầu lên được. Có Quyền Vương và Malok thì cũng chưa hỗ trợ gì được cho team. Trong khi đó thì mình phá trụ rất là dễ, choáng là chết, có bạn thứ hai che bạn nè. Ở trước trận đấu này mình sẽ cover hỗ trợ đồng đội hết sức có thể, bởi vì cầm tướng SP mà anh em cũng không thích chơi SP. Đây cũng là lý do chính mà Omega bị lãng quên nha. Mười điểm hỗ trợ, phút thứ 6 thì mình có 16 mạng. Thế này thì game rất là dễ rồi.
Khi tiêm thiếu tăng thì Omega là một sự lựa chọn mình thấy rất là ngon để counter như Caffeli hay Ate. Vậy mà anh em lại không chơi Omega. Rất nhiều AD đều sợ Omega nha. Hầu như đều sợ Omega bởi vì nó có cái chiêu cuối, chiêu 1, chiêu 2 đều có chiêu hết. Và cái chiêu cuối nó cũng giảm sát thương vật lý. Nó chặn sát thương vật lý đấy anh em ơi. Dường như trận đấu là quá dễ rồi. Có khi là đợi phút thứ 8 chúng mình ăn xê xa rồi end game luôn. Che che, ui. Anh em thấy là liên tục những pha che hay của bạn Hayate nha. Con này thì để giảm bớt cái độ bị counter thì các bạn nhớ là xài cái đồ có tốc chạy, rồi dùng ngọc full tốc chạy nha. Bây giờ về sau đó ăn Cezao để win đi. Bây giờ Mô Việt đã up clip lại từ lúc 6 giờ sáng em ơi. Các bạn nhớ nha, 6 giờ sáng sẽ có một clip của Mô Việt. Buổi trưa có một cái, buổi chiều tối có một cái. Quay trở lại với 3 clip bởi vì cũng hết tháng tháng riêng rồi. Tập trung làm clip thôi. Anh em có yêu cầu Mô Việt làm con tướng nào đừng ngần ngại, hãy nhớ là comment bên dưới ngay lập tức luôn và ngay luôn nha. Comment một lần là ký tự bất kỳ, comment một lần là con tướng anh em yêu cầu, và comment một lần là cái gì đó, comment càng nhiều càng tốt, ủng hộ Mô Việt. Và đồng thời anh em chưa có click chơi game thì cũng đừng ngần ngại, hãy ghé qua shop moviet.vn bởi vì đây là shop duy nhất chính chủ của Mô Việt. Và đặc biệt là cái độ uy tín và nick giá rẻ. Anh em yên tâm tuyệt đối nha. Vì nick của mình, shop của mình cũng đã hoạt động 5 năm rồi. Đấy. Rất nhiều, hàng trăm nghìn, mấy trăm nghìn anh em đã mua nick trên shop. Anh em biết là cái độ uy tín rồi nha. Game này thì mình chỉ là lao lên mình che cho Hayate Veda thôi. Đơn giản. Che cho các bạn đấy, mình nên thêm áo choàng băng giá tăng cường khả năng khống chế. Bây giờ đến lượt mình che bạn này. Thôi thôi, về đi, về đây. Yên tâm mình che rồi, Quỳnh Vương không qua được đâu. Khống chế rất là khó chịu nha, không qua được. Nhưng trận đấu này thì cũng cẩn thận với khả năng thả diều của Quỳnh Vương. Sóc Nam kết thúc bằng lôi biểu rồi những pha quyệt chắc tương chuẩn của bạn Manlock. Đó, mình chỉ sợ thế thôi, chứ Caffrey Bandu mình không có sợ đâu nha em ơi. Đặc biệt là Caffrey trận này sẽ không được chơi game nếu mà team có Omega. Ôi, may quá. Ui, cứ tưởng là bị mất xe xa rồi. Mất xe xa là trận đấu sẽ bị kéo dài ra nha. Tập trung. Chơi được em ơi, chơi được. Ui, gấu xong rồi. Gấu không bắt được Tunen. Tunen này, ra đây cho bắt Tunen bà ơi. Thôi, bà đấy có lôi động, mình không dí được đâu. Bây giờ anh em tập trung đi chung nha, Veda phải đi team thì mới khỏe được. Bây giờ phút thứ 10 rồi, team bạn đang cố gắng kéo led cho Tunen và Caffrey. Nhưng anh em thấy Caffrey gặp mình thì có được chơi đâu. Anh em thấy đẩy cho có sấy được không? Chỉ có chạy thôi, cố sấy được. Trước khi mình hết chiêu thì mình sấy được. Áp lực bạn khoai mon rồi Omega cực kỳ áp lực luôn. Đến thời điểm cuối game thì Omega lại chơi quá dễ, và khi đó anh em có thể một mình xoay sở quẩy team được ấy, phá luôn team bạn, mà thậm chí là truy sát AD team bạn. Anh em muốn nhiều đam hơn thì chơi cho Omega một đồ đam duy nhất, thì các bạn có thể sử dụng cái trang bị giúp team có thêm khả năng giảm giáp tấn địch, đó là cái thương long ghi nớt. Nhưng mình nghĩ là cứ nên full tank đi, đánh sẽ dễ hơn rất là nhiều. Rồi bật cái giả lên là không có tác dụng chiêu cuối của bạn Malok. Malok chết này. Có mít anh em ơi. Không được rồi. Lui đi nha. Bản team mình yếu rồi. Mà dù team bạn chết 2 thì mình chết 1, nhưng mà Veda cũng không chơi được nữa. Về đi.
Bùa xê xa cũng mất rồi. Về đi các bạn ơi. Không đẩy đâu, không đẩy đâu. Phải đi theo AD bảo kia AD chứ. AD mà xảy ra một cái chết rồi thôi rồi ơi anh em ơi. Không cần cho em mình đâu, mình đủ máu mà. Về nha, về nha. AD về đi để mình về chứ. Chứ không mình về bạn lại chết thì thôi rồi đấy. Ok ok. Hay là ăn rồng đi. Đúng rồi, ăn rồng đi. Ăn rồng đi AD ơi, đừng ăn chim. Ở team bạn cũng có hai con tanker rất là cứng nha anh em ơi. Nhưng mà tanker đó thì bị counter hết bởi bạn hai AT. Đây là game thì team mình cũng đánh dễ, quan trọng là có ai tanh cho hai AT thì hai AT ở sấy chung một thôi. Vân ơi chơi này Vân ơi. Chơi Maloc nha. Maloc hết chiêu rồi. Maloc chạy được nào. Ui, giáp cũng nhiều đấy. Kia Vân ca Tinta rất là xanh luôn. Ờ có khi trận đấu này thì mình muốn end game luôn. Chứ ai muốn về cả, chỉ mỗi gấu hết máu về thôi. Từ từ mà, chứ có mình sao chơi. Có mình thì mới chơi. Ui. Ui Vân là gì Vân ơi. Ui Vân hơi sâu. Ui Vân, Vân chém hết. Thôi 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 xong. Vân qua có ghê gớm anh em ơi. Ờ để nếu đánh tốt thì vẫn cần có những người đồng đội đánh hay nha. Ở video clip Môi Việt chơi Omega đến hết rồi. Xin chào anh em bạn tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.